Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty ICIC. Thì mình là Thanh Thảo, cố vấn định cư Canada tại ICIC. Thì như nhiều người mới định cư đều hiểu rằng xây dựng lịch sử tín dụng là cần thiết để định cư ở Canada, nhưng họ có thể là không biết chính xác là làm như thế nào. Thì hôm nay em Thảo xin là chia sẻ vấn đề này với các anh chị ạ. Tiên sau khi đến Canada là mình nên mở một cái thẻ ngân hàng. Thì ở Canada, từ khi bắt đầu giao dịch tiền thì sẽ hình thành cái hồ sơ tín dụng của bản thân. Hồ sơ tín dụng này sẽ thể hiện uy tín của họ trong việc sử dụng tiền. Dạ, điểm tín dụng được xây dựng thông qua các giao dịch tài chính, chẳng hạn như là lần đầu tiên những người mới đến vay tiền, hoặc là thiết lập các tiện ích, hoặc là mua một cái gói dịch vụ điện thoại di động hoặc là mạng internet. Thì và uy tín này sẽ được xây dựng theo thời gian. Điểm số sẽ được xác định dựa trên các bằng chứng về cách quản lý tài chính và trả nợ. Thì anh chị sử dụng cái thẻ tín dụng là credit card sẽ giúp là vun đắp uy tín của các anh chị. Cách thức anh chị thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng đúng hạn cho ngân hàng sẽ giúp cho anh chị tăng thêm cái điểm tín dụng. Những cái đối tượng nào mà chậm trễ thanh toán thẻ tín dụng, thanh toán hóa đơn hoặc là trốn thuế thì cái điểm tín dụng sẽ rất là thấp. Điểm tín dụng kém có nghĩa là quý anh chị sẽ phải trả cái lãi suất cao hơn nếu mà anh chị muốn vay mua ô tô hoặc là nhà, và nó có thể là khiến cho anh chị không có được căn hộ mà mình muốn thuê. Thì ở Canada có hai văn phòng tín dụng lớn là Equifax và TransUnion. Thì họ sẽ thu thập những cái thông tin về tài chính, về lịch sử tài chính của anh chị để cho điểm từ 300 đến 900. Thì họ tập trung vào 5 yếu tố để tính điểm tín dụng của anh chị, như là lịch sử thanh toán nè, sử dụng tín dụng, thời hạn tín dụng, hỗn hợp tín dụng và các câu hỏi khó. Điểm tín dụng chính là bằng chứng về uy tín của anh chị trong vấn đề tiền bạc, và anh chị sẽ cần tốn nhiều năm tháng để tạo dựng. Vì vậy, khi anh chị vừa mới sang Canada định cư thì nên thay đổi cái thói quen chi tiêu tiền mặt sang dùng thẻ để được ghi nhận điểm tín dụng. Và đối với những người không có cái hồ sơ tín dụng thì dù trong những cái việc rất là đơn giản như là đăng ký mở cái đường dây điện thoại hoặc là mở mạng internet, đặt xe Uber cũng sẽ gặp khó khăn trong hồ sơ. Sau đây là 3 điểm em cần lưu ý với anh chị trong việc xây dựng và duy trì điểm tín dụng. Thứ nhất là điểm tín dụng được gắn với từng cá nhân. Nếu thẻ tín dụng hoặc khoản vay mua ô tô hoặc thế chấp chỉ có tên của người phối ngẫu của anh chị thì hoạt động liên quan sẽ gắn liền với điểm tín dụng của người phối ngẫu mà thôi. Nên mỗi người cần xây dựng lịch sử tín dụng của riêng mình. Việc thứ hai là thanh toán hóa đơn đúng hạn. Thì điểm tín dụng được duy trì bởi các cơ quan báo cáo tín dụng thông qua việc các hóa đơn, tiện ích, điện thoại di động và thẻ tín dụng có được thanh toán đúng hạn hay không. Nên việc quan trọng là phải trả ít nhất các khoản thanh toán tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu trả đúng thời hạn. Và việc thứ ba là thường xuyên kiểm tra cái điểm tín dụng của bạn. Kiểm tra cái điểm tín dụng của bạn ít nhất một lần trong mỗi năm giúp cho phát hiện bất kỳ lỗi nào và bảo vệ chống gian lận danh tính bằng cách đảm bảo thông tin là chính xác. Thì mặc dù mỗi người khi đến Canada định cư đều có những cái mục tiêu và hoàn cảnh riêng biệt, nhưng hầu hết tất cả mọi người đều mong muốn học cách định hướng tình trạng tài chính của mình ở Canada để có thể thích nghi và ổn định cuộc sống mới. Vì thế bạn đừng ngần ngại, hãy đặt những cái câu hỏi cho các cố vấn khách hàng của ngân hàng mà bạn quan tâm về bất kỳ cái câu hỏi nào mà bạn có thể có. Việc bắt đầu một cuộc sống mới ở Canada sẽ dễ dàng hơn khi có thông tin và kiến thức cũng như là nắm vững các cách quản lý tài chính và xây dựng lịch sử tín dụng. Một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đón anh chị tại đất nước Canada xinh đẹp, yên bình và phát triển nhất thế giới. Trên đây là những lưu ý khi xây dựng điểm tín dụng cá nhân. Hy vọng đây sẽ là những cái thông tin hữu ích để có thể giúp anh chị tự tin hơn trong cuộc sống khi mới sang Canada. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.